Rồi thôi thì chúng ta tiếp tục ha. Hôm qua chúng ta đang dừng ở việc xem xét các lý thuyết về chi phí. Thực ra thì chúng ta xem xét lý thuyết về chi phí để chúng ta hướng đến cái nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu. Thì nhắc lại một số cái nội dung chính hôm qua. Hôm qua có nghĩa là chúng ta xem xét tổng chi phí đơn thuần là cái số tiền dành ra để mà mua cái yếu tố đầu vào. Tuy nhiên lúc này cái mà chúng ta đang phân tích là chúng ta dựa trên tổng chi phí, chúng ta minh họa nó thông qua cái số lượng hàng hóa làm ra hay là số lượng sản phẩm làm ra. Từ đây thì nói về chi phí, chúng ta có hai dạng là chi phí trong ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn sẽ luôn tồn tại định phí, hay nói cách khác tổng chi phí sẽ là bằng định phí cộng biến phí. Còn trong dài hạn thì mọi chi phí đều là chi phí biến đổi. Được chưa? Rồi, chúng ta cũng đã làm quen với đường chi phí trung bình. Chi phí trung bình thì đơn giản là chúng ta xác định dựa trên tổng sản lượng chia cho tổng chi phí chia cho tổng sản lượng làm ra. Và chi phí biên thì chúng ta đo lường là việc sản xuất ra thêm một đơn vị sản phẩm thì chi phí tăng thêm là bao nhiêu. Từ đây thì để minh họa các cái đường chi phí, thực ra thì cái biểu đồ này nó rất là quan trọng để mà chúng ta phân tích nội dung, đặc biệt là ở chương sau ha. Rồi, đầu tiên là đường chi phí biên nó sẽ có dạng đường cong hình chữ U như thế này. Lý do tại sao nó hình cong hình chữ U? Bởi vì đơn giản là chi phí biên xét về mặt đồ thị, nó chính là độ dốc của đường tổng chi phí. Và độ dốc này ban đầu nó sẽ có xu hướng giảm dần và sau đó tăng dần. Đường chi phí trung bình cũng vậy. Cái mối quan hệ giữa chi phí biên và chi phí trung bình chúng ta cần lưu ý một tí là khi mà chi phí biên nó nhỏ hơn so với chi phí trung bình, nó sẽ kéo chi phí trung bình đi xuống. Và khi mà chi phí biên lớn hơn chi phí trung bình, nó sẽ kéo chi phí trung bình đi lên. Và khi mà chi phí biên bằng chi phí trung bình thì chi phí trung bình sẽ đạt giá trị cực tiểu. Để mà xét cái giá trị cực tiểu thì chúng ta có thể dựa trên cách đó, hoặc là một cách thứ hai là chúng ta xem xét dựa trên độ dốc. Lúc này nếu như lấy độ dốc tại cái điểm cực tiểu của chi phí trung bình thì độ dốc là đạo hàm của AC, chi phí trung bình theo sản lượng sẽ bằng 0. Đường biến phí trung bình nó cũng sẽ có hình dạng giống với lại chi phí trung bình, và cái khoảng cách giữa hai đường này xét về trục tung, trục chi phí đó, nó chính là định phí tính trên một đơn vị sản phẩm. Khi mà sản lượng làm ra càng nhiều thì cái khoảng cách này nó càng lúc càng nhỏ lại, đồng nghĩa với việc định phí trung bình sẽ có xu hướng càng lúc càng giảm khi mà sản lượng tăng. Rồi, một điểm mà chúng ta cần phải chú ý nữa đó là đường biến phí trung bình nó cũng sẽ cắt với lại chi phí biên tại giá trị cực tiểu của nó. Và để xác định giá trị cực tiểu, chúng ta còn thêm một cách nữa, đó là chúng ta dựa trên độ dốc. Độ dốc tại điểm cực tiểu thì đạo hàm của AVC theo sản lượng sẽ bằng 0. Rồi, đó là một số cái nội dung liên quan tới chi phí. Tiếp theo thì chúng ta đi vào doanh thu. Phần đầu thì chúng ta đề cập tới chi phí, phần sau chúng ta đề cập tới doanh thu và cái sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí xét về mặt số dương ha. Cái độ lớn sự chênh lệch đó càng lớn thì là tối đa hóa lợi nhuận. Từ đây thì doanh thu đơn giản chúng ta biết rồi, nó là bằng giá nhân với lại số lượng hàng hóa bán ra. Lúc này cái mà người ta quan tâm là việc mà bán ra thêm một đơn vị hàng hóa thì doanh thu tăng thêm sẽ là bao nhiêu. Từ đây chúng ta có khái niệm về doanh thu biên, hay là chúng ta ký hiệu nó là MR. Doanh thu biên thì cũng giống như bao khái niệm biên khác, nó sẽ đo lường cái phần doanh thu tăng thêm khi mà bán ra thêm được một đơn vị sản phẩm. Nhắc lại là doanh thu biên nó sẽ là cái phần doanh thu tăng thêm khi mà bán ra thêm được một đơn vị sản phẩm. Lúc này thì doanh thu biên nó sẽ là bằng đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng. Việc mà chúng ta lấy đạo hàm của một biến theo biến có liên quan thì chúng ta nói đi nói lại rất là nhiều. Đơn giản là chúng ta xem xét là cái mối quan hệ thôi, việc gia tăng thêm số lượng sản phẩm bán ra thì doanh thu thay đổi như thế nào. Và mối quan hệ này là thông thường là mối quan hệ đồng biến. Rồi, từ đây thì chúng ta thấy thế này. Đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng đồng nghĩa với việc chúng ta lấy đạo hàm của giá nhân với lại số lượng hàng hóa bán ra theo sản lượng. Mà đạo hàm của P nhân đạo hàm của U nhân V thì nó là công thức đạo hàm cơ bản thôi. Từ đây chúng ta triển khai ra là bằng đạo hàm của P theo Q nhân Q cộng với P đạo hàm của Q theo Q. Đạo hàm của Q theo Q thì đơn giản đi còn một. Do vậy cái mà chúng ta còn lại là đạo hàm của P theo Q nhân với Q cộng P. Lúc này thì chúng ta thấy thế này là
việc chúng ta lấy đạo hàm của P theo Q nếu như nó nhỏ hơn không. Điều này nói lên cái gì? Nếu như lấy đạo hàm của P theo Q mà nhỏ hơn không, thì chúng ta thấy rằng đây là cái mối quan hệ, đúng không? Mối quan hệ có nghĩa là cái mối quan hệ giữa số lượng hàng hóa bán ra và giá là có mối quan hệ nghịch biến. Bán ra càng nhiều sản phẩm thì giá bán sẽ càng giảm. Từ đây thì doanh thu biên nó sẽ nhỏ hơn so với lại giá bán. Bởi vì cái đạo hàm của P theo Q nhỏ hơn không nhân với Q là đại lượng không âm thì nó cũng sẽ là một số nhỏ hơn không cộng với P. Hay nói cách khác là doanh thu biên nó sẽ nhỏ hơn so với giá. Đây là cái trường hợp đối với lại các thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Ngay cả độc quyền hoàn toàn hay là cạnh tranh độc quyền cũng sẽ có trường hợp giá bán sẽ luôn lớn hơn doanh thu biên của doanh nghiệp. Còn trong trường hợp nếu mà đạo hàm của P theo Q bằng không, bằng không có nghĩa là việc và doanh nghiệp người bán họ bán ra thêm sản phẩm sẽ không làm thay đổi giá. Giá đây là giá thị trường. Và trường hợp này thì doanh thu biên nó sẽ là bằng đúng với lại giá. Và đây là trường hợp đặc biệt trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Lúc này thì chúng ta cứ hai chương sau thì chúng ta sẽ hướng tới hai thị trường, một là thị trường độc quyền hoàn toàn và hai là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Và đây là đặc điểm để mà chúng ta phân biệt giữa hai thị trường này. Tóm lại, khi đối với lại thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì giá thị trường doanh nghiệp họ sẽ đặt doanh thu biên của doanh nghiệp nó sẽ bằng đúng với lại giá thị trường. Còn trong trường hợp cạnh tranh không hoàn hảo hay là độc quyền hoàn toàn thì giá bán của nhà độc quyền luôn lớn hơn so với lại doanh thu biên. Chúng ta lưu ý chỗ này một tí ha. Rồi, nếu như minh họa về mặt đồ thị thì đối với lại thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá luôn bằng doanh thu biên. Điều này có nghĩa là đường cầu đối với lại doanh nghiệp nó sẽ là đường thẳng nằm ngang song song với lại trục hoành và đường cầu nó bằng đúng với lại giá. P ở đây chính là thể hiện đường cầu đối với doanh nghiệp. Hay nói cách khác nó cũng chính là giá thị trường. Doanh thu biên bằng đúng với giá. Điều này có nghĩa là việc doanh nghiệp bán ra thêm sản phẩm thì giá thị trường vẫn không đổi. Lý do đơn giản là do thị trường này có rất nhiều người bán, có vô số người bán, cái sự tồn tại của một người bán riêng lẻ nó sẽ không ảnh hưởng mấy tới thị trường. Hay nói cách khác là một người bán riêng lẻ, cái quyết định cung ứng họ bán hay không bán thì nó cũng sẽ không tác động mấy tới thị trường. Từ đó giá thị trường gần như là ít thay đổi. Hay nói cách khác là P bằng đúng với lại MR. Chúng ta hình dung thị trường này chẳng hạn như là việc mà bán các cái tiệm tạp hóa họ bán nước khoáng đi, nước suối đi, hay là nước Aquafina đi, nước tinh khiết đi. Thì giả định rằng một chai là 6.000. Thì điều này có nghĩa là khi mà họ bán một chai họ cũng bán 6.000 một chai. Bán 10 chai thì cũng là 6.000 một chai. Bán 100 chai thì cũng là 6.000 một chai. Điều này có nghĩa là mỗi đơn vị hàng hóa, mỗi chai nước suối bán ra thì họ sẽ thu về đúng với lại giá bán. Và giá này được hình thành bởi thị trường. Còn trường hợp đồ thị kế bên là trường hợp đối với lại thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Nhắc lại, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo thì có nghĩa là có rất nhiều thị trường trong này. Chẳng hạn như là độc quyền hoàn toàn, cạnh tranh độc quyền nhóm, vân vân. Thì đối với trường hợp này thì doanh nghiệp họ sẽ đối diện với đường cầu dốc xuống từ trái sang phải, đường cầu D như trên đồ thị. Lúc này làm sao để mà xác định đường doanh thu biên? Đường doanh thu biên nó sẽ nhỏ hơn so với đường cầu. Đường cầu nó thể hiện là đường giá mà doanh nghiệp sẽ bán ra đối với sản phẩm của mình là P. Doanh thu biên nhỏ hơn đường cầu có nghĩa là MR nhỏ hơn P. Và do chúng ta xét đường cầu là đường thẳng tuyến tính, chúng ta giả định ha, trong thực tế thì dĩ nhiên đường cầu và đường cung không hẳn là đường thẳng tuyến tính đâu, nhưng mà ở đây chúng ta giả định ở mức đơn giản nhất là đường cầu là đường thẳng tuyến tính, thì lúc này đường doanh thu biên nó sẽ có độ dốc lớn gấp đôi so với độ dốc đường cầu, thể hiện rằng nó sẽ nằm bên trong đường cầu. Tại sao nó có độ dốc gấp đôi? Các anh chị hình dung thế này, giả định rằng chúng ta có đường cầu là P, P là giá ha, bằng A cộng BQ. Dĩ nhiên điều kiện tồn tại đường cầu đó là đạo hàm của Q theo P nó phải nhỏ hơn bằng không, hay nói cách khác là cái hằng số B nó phải nhỏ hơn bằng không, đúng không? Rồi, nếu đường cầu là P bằng A cộng BQ thì tổng doanh thu sẽ là bằng P nhân Q. Có nghĩa là chúng ta nhân thêm một đại lượng Q vào đường cầu. Rồi, doanh thu biên thì chúng ta lấy đạo hàm ngược lại. Đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng chẳng hạn. Thì chúng ta lấy ngược lại. Thì lúc này cái độ dốc thể hiện thông qua cái giá trị cái hằng số B đó, đối với đường cầu là hằng số B. Hằng số B đối với đường doanh thu biên nó sẽ là
2B. Được chưa? Thì cái này nói thêm cho các anh chị để các anh chị hình dung cách để mà chúng ta xác định đường doanh thu biên dựa trên đồ thị thôi. Có nghĩa là khi mà đường cầu tuyến tính, độ dốc của đường doanh thu biên nó sẽ lớn gấp đôi so với độ dốc đường cầu. Rồi, đó là về đường doanh thu biên. Thì từ đây chúng ta xem xét cái nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận. Nói về tối đa hóa lợi nhuận, về bản chất là cái độ lớn sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phải là lớn nhất, mà dĩ nhiên con số đó phải là dương. Từ đây thì để lợi nhuận tối đa, nếu như xét về mặt toán thì chúng ta xem xét dựa trên cái sản lượng làm ra, sản lượng làm và bán ra. Có nghĩa là đạo hàm của lợi nhuận theo sản lượng phải bằng không, hay là đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng trừ đạo hàm của tổng chi phí theo sản lượng, bởi vì lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí bằng không. Mà đạo hàm của tổng doanh thu nó chính là doanh thu biên, đạo hàm của tổng chi phí là chi phí biên theo sản lượng. Điều này có nghĩa là tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp họ sẽ đặt MR doanh thu biên bằng đúng với lại chi phí biên, từ đó họ sẽ xác định ra được cái mức sản lượng quy sao nào đó. Thì đây là cách mà chúng ta chứng minh bằng toán. Còn để đơn giản hơn, trực quan hơn thì chúng ta nhìn vào đồ thị, các anh chị sẽ thấy rõ hơn một tí nha. Lúc này nếu như mà tôi minh họa cả hai đường tổng doanh thu và tổng chi phí trên cùng một đồ thị. Rồi, từ đây thì do tổng doanh thu là bằng giá nhân với lại số lượng hàng hóa bán ra, và tổng doanh thu nó sẽ bắt đầu từ gốc tọa độ và thể hiện thông qua một cái đường cong như thế này. Và thông thường nếu như minh họa về mặt hàm số thì tổng doanh thu nó sẽ là một phương trình bậc hai. Rồi, đây là tổng doanh thu. Đường tổng chi phí thì chúng ta biết rồi, tổng chi phí nó sẽ có dạng phương trình bậc 3, uống như thế. Câu hỏi đặt ra ở đây, chi phí này là chi phí trong ngắn hay là dài hạn? Theo các anh chị, tổng chi phí được thể hiện như thế này gọi là chi phí trong ngắn hay dài hạn? Ngắn hạn. Chính xác, ngắn hạn. Bởi vì chúng ta nhìn vào đường tổng chi phí thì chúng ta thấy rằng là tổng chi phí nó bắt đầu tại một điểm nào đó nằm trên trục tung, chứ nó không bắt đầu tại gốc tọa độ, đúng không? Điều này có nghĩa là ban đầu doanh nghiệp họ phải bỏ ra một cái số tiền nào đó, và chúng ta xem cái khoản bắt đầu của tổng chi phí với lại gốc tọa độ không, nó chính là định phí. Đối với chi phí mà tồn tại định phí thì chúng ta xem xét nó là trong ngắn hạn. Rồi, từ đây thì chúng ta có hai đường tổng doanh thu và tổng chi phí. Lúc này chúng ta thấy thế này, có nghĩa là đối với những mức sản lượng từ 0 tới Q0, lúc này doanh nghiệp thu được lợi nhuận hay là không thu được lợi nhuận, hay là hòa vốn, lời lỗ hay là hòa vốn, mức sản lượng từ 0 tới Q0. Ổn rồi. Chính xác, doanh nghiệp sẽ bị lỗ ha. Lỗ là do sao? Bởi vì tổng chi phí đang lớn hơn so với tổng doanh thu, đúng không? Tổng chi phí đang lớn hơn so với tổng doanh thu thì lúc này doanh nghiệp sẽ bị lỗ. Tuy nhiên nếu như mà xét về độ dốc thì chúng ta thấy thế này. Rõ ràng là độ dốc của đường tổng doanh thu đối với những mức sản lượng từ 0 tới Q0 thì đang cao hơn so với độ dốc của đường tổng chi phí. Điều này có nghĩa là đối với là doanh thu, việc gia tăng thêm số lượng hàng hóa bán ra thị trường thì tốc độ tăng của doanh thu nó sẽ nhanh hơn so với lại tốc độ tăng của chi phí. Từ đó, tại cái mức sản lượng Q0, doanh thu bằng chi phí, hay đơn giản là tại đây doanh nghiệp sẽ hòa vốn tại mức sản lượng Q0. Tuy nhiên, xét về độ dốc tại mức sản lượng Q0 này đối với hai đường thì tổng doanh thu vẫn có độ dốc cao hơn hay là lớn hơn so với lại tổng chi phí. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp xác định rằng là việc gia tăng thêm số lượng hàng hóa bán ra sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn, do tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn so với tốc độ tăng chi phí. Rồi, vượt qua mức sản lượng Q0, lúc này doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận. Lợi nhuận sẽ được thể hiện thông qua cái sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Và từ đây thì chúng ta sẽ xác định được cái mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua cái độ lớn sự chênh lệch này càng lớn. Được chưa? Cụ thể ở đây là cái đoạn AB trên đồ thị. Điều này có nghĩa là cái mức sản lượng quy sao này chúng ta gọi là sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. Nếu như xét tại A và B thì độ dốc của đường doanh thu và độ dốc đường chi phí là giống nhau, hay nói cách khác là bằng nhau. Mà độ dốc của đường tổng doanh thu nó chính là doanh thu biên, đạo hàm của doanh thu theo sản lượng. Độ dốc của đường tổng chi phí nó chính là chi phí biên, đạo hàm của tổng chi phí theo sản lượng.
Hay một cách đơn giản là doanh thu biên bằng chi phí biên, thì chúng ta xác định được mức sản lượng quy sao. Vượt qua mức sản lượng quy sao này, doanh nghiệp vẫn còn thu được lợi nhuận. Tuy nhiên lúc này do tốc độ tăng của chi phí đang có xu hướng nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu. Điều này có nghĩa là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ có xu hướng giảm dần. Được chưa ạ? Giảm dần. Và đến một lúc nào đó thì chi phí vượt qua doanh thu thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta xem xét hai đường. Đường chi phí biên thì chúng ta biết rồi. Nó có dạng là hình chữ U. Và hình chữ U thể hiện như trên đồ thị. Đường doanh thu biên sẽ được xác định dựa vào hình dạng và vị trí đường cầu. Do đường cầu là tuyến tính, đường doanh thu biên sẽ có độ dốc lớn gấp đôi so với độ dốc đường cầu. Hay nói cách khác là nó sẽ nằm bên trong đường cầu. Từ đây thì nếu như chúng ta xác định tối đa hóa lợi nhuận, chúng ta dựa trên việc doanh thu biên bằng chi phí biên. Hay nếu mà chúng ta lập luận theo là cái tốc độ tăng của doanh thu và tốc độ tăng chi phí đi. Bởi vì doanh thu biên nó chính là tốc độ tăng của doanh thu và chi phí biên là tốc độ tăng của chi phí. Thì lúc này nếu như mà doanh thu biên lớn hơn chi phí biên thì có nghĩa là doanh nghiệp làm và bán ra thêm sản phẩm sẽ thu được lợi nhuận tốt hơn. Và lợi nhuận cao nhất thể hiện thông qua mức sản lượng quy sao, tại đó doanh thu biên bằng chi phí biên. Khi mà chi phí biên vượt qua mức sản lượng quy sao, chi phí biên lớn hơn so với doanh thu biên, có nghĩa là cái lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ có xu hướng giảm dần do tốc độ tăng của chi phí nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu. Rồi, từ đây cái mà chúng ta chốt lại. Đối với tối đa hóa lợi nhuận, nãy giờ tôi trình bày đơn giản là ba cách để mà chúng ta xác định tối đa hóa lợi nhuận. Cách thứ nhất là chúng ta dựa vào toán, cách thứ hai chúng ta dựa vào đồ thị doanh thu và chi phí. Cách thứ ba là chúng ta dựa vào đồ thị của chi phí biên và doanh thu biên. Và kết quả cuối cùng đó là để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp họ sẽ chọn mức sản lượng quy sao nào đó. Và quy sao này đơn giản là chúng ta ký hiệu để khác đi so với mức các mức sản lượng khác ha. Mà tại đó doanh thu biên bằng chi phí biên, hay đơn giản là MR bằng MC. Tới đây các anh chị rõ không ạ? Đó là tối đa hóa lợi nhuận. Rồi, thì nếu chưa rõ thì các anh chị chỉ có thể test tốt lại lợi nhuận tối đa tương đương với lại doanh thu biên bằng chi phí biên, từ đó giúp doanh nghiệp xác định cái mức sản lượng quy sao. Lúc này nếu mà các anh chị giải thử bài tập này, anh chị giải được thì xem như anh chị rất là hiểu về tối đa hóa lợi nhuận ha. Trong trường hợp này thì chúng ta chưa phân biệt giữa quy lớn và quy nhỏ nha. Có nghĩa là cái mà chúng ta đang xây dựng là cái nguyên tắc chung. Khi mà chúng ta đi vào từng thị trường cụ thể thì chúng ta sẽ phân biệt cái quy lớn đại diện cho sản lượng của thị trường và quy nhỏ đại diện cho sản lượng của doanh nghiệp. Tuy nhiên ở trong chương này thì chúng ta không phân biệt. Rồi, giả định chúng ta có một cái ví dụ là một doanh nghiệp nào đó biết được hàm cầu đối với sản phẩm của mình P bằng 100 trừ cho 0,01Q. Tôi gọi đây là đường cầu dạng nghịch. Trước đây thì chúng ta xem xét cầu dạng thuận có nghĩa là Q là cái gì đó của P. Bây giờ chúng ta xem xét một đường cầu dạng nghịch, P là cái gì đó của Q. Tại sao chúng ta lại xem xét một đường cầu dạng nghịch? Là bởi vì đối với đường cầu dạng nghịch thì chúng ta mới xác định được doanh thu, hàm tổng doanh thu là hàm số của sản lượng. Hay nói cách khác là khi tổng doanh thu sẽ là bằng P nhân với Q, đường cầu này nhân thêm một đại lượng Q thì sẽ ra tổng doanh thu. Tổng doanh thu nó sẽ là hàm số của sản lượng. Và đây là cái trường hợp người ta minh họa về tổng doanh thu là phổ biến nhất. Rồi, hàm tổng chi phí của doanh nghiệp là TC bằng 50Q cộng với 30.000. Yêu cầu đặt ra là xác định cái mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi nhuận tối đa đó là bao nhiêu. Trong trường hợp nếu như doanh nghiệp phải chịu thuế là 10 đơn vị tiền trên một đơn vị sản phẩm, có nghĩa là cái phần này là phần chịu thuế của doanh nghiệp và chúng ta không đề cập gì hết tới phần chịu thuế của người tiêu dùng ha. Có nghĩa là đường cầu nó sẽ cố định. Thì giá và lượng là bao nhiêu để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và lợi nhuận tối đa đó là bao nhiêu? Chúng ta thử giải bài này trong vòng 15 phút. 10 phút thì có lẽ nó hơi nhanh quá đối với anh chị. 15 phút ha. Các anh chị làm ra kết quả rồi. Kết quả đúng ha. Ok. Rồi thế này. Thì đối với lại các cái dạng bài liên quan tới tối đa hóa lợi nhuận, chúng ta cũng dựa trên nguyên tắc thôi. Có nghĩa là lợi nhuận tối đa tương đương với lại doanh thu biên bằng chi phí biên. Từ đây thì chúng ta thấy thế này. Dựa trên đường cầu của chúng ta là P bằng
100 trừ cho 0,01Q. Thì lúc này chúng ta xác định được tổng doanh thu. Hàm tổng doanh thu lưu ý là sẽ là hàm số của lượng. Tổng doanh thu sẽ là bằng P nhân Q, P chính là đường cầu, hay nói cách khác đơn giản là doanh nghiệp sẽ định giá dựa trên đường cầu. Rồi, chúng ta nhân thêm một đại lượng Q thì chúng ta có kết quả là 100Q trừ cho 0,01Q bình. Lúc này cái mà chúng ta cần xác định đó là doanh thu biên và chi phí biên. Thì doanh thu biên nó sẽ là bằng đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng. Lúc này chúng ta lấy đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng, có nghĩa là chúng ta hạ một bậc. Kết quả còn lại là 100 trừ cho 0,02Q. Đối với lại chi phí biên, hàm tổng chi phí của chúng ta là 50Q cộng với lại 30.000, thì chi phí biên chúng ta lấy đạo hàm theo sản lượng còn lại là 50. 30 đó nó chính là 30.000, đó chính là FC ha. Rồi, sau khi xác định được doanh thu biên và chi phí biên thì chúng ta áp dụng nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận tối đa tương đương với doanh thu biên bằng chi phí biên. Từ đó chúng ta cho hàm doanh thu biên và chi phí biên bằng nhau, chúng ta xác định ra mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. Q sau sẽ là bằng 2.500 đơn vị sản phẩm. Giá bán thì để xác định giá bán, chúng ta thấy cái mức sản lượng Q bằng 2.500 đơn vị sản phẩm này vào đường cầu. Lúc này chúng ta xác định được giá bán sẽ là 75 đơn vị tiền. Tới đây thì có anh chị nào gặp khó khăn gì không ạ? Rồi. Sau khi xác định được doanh thu, sản lượng tối đa hóa lợi nhuận và giá bán tương ứng, thì chúng ta có thể tính được tổng doanh thu. Tổng doanh thu thì chúng ta có hai cách để tính. Thứ nhất là chúng ta thế Q bằng 2.500 này vào phương trình đường tổng doanh thu, là chúng ta thế vào thì là 100 nhân với 2.500 trừ cho 0,1 nhân với 2.500 bình phương. Kết quả là bằng 187.500 đơn vị tiền. Hoặc là chúng ta tính dựa trên doanh thu bằng giá nhân với lại số lượng hàng hóa bán ra. Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận hiện tại là 2.500 và giá bán là 75, chúng ta nhân nhau kết quả tương tự. Tổng chi phí thì ứng với mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận 2.500, tổng chi phí tương ứng sẽ là 155.000 đơn vị tiền. Hay đơn giản là chúng ta thế Q bằng 2.500 vào hàm tổng chi phí. Lợi nhuận sẽ là bằng sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Lúc này chúng ta lấy tổng doanh thu là 187.500 trừ đi tổng chi phí là 155.000 và kết quả chúng ta là 32.500. Ở câu đầu tiên này các anh chị có rõ không ạ? Có thắc mắc chỗ nào ạ? Rồi, cái slide điều chỉnh lại thì cuối ngày hôm nay tôi sẽ gửi ha. Học xong tôi sẽ gửi. Thực ra thì tôi chỉ thêm một vài cái để cho các anh chị rõ thôi. Ở câu đầu tiên này các anh chị có thắc mắc gì không? Rõ không? Ok, rõ ha. Rồi, ở câu thứ hai. Trong trường hợp nếu như mà doanh nghiệp phải chịu thuế là 10 đơn vị tiền trên một đơn vị sản phẩm, vậy thì phần thuế này nó sẽ được tính vào đâu? Chắc chắn là phần thuế này nó sẽ làm đội chi phí, đúng không? Đội chi phí. Điều này có nghĩa là việc mà doanh nghiệp chịu thuế 10 đơn vị tiền tính trên một đơn vị sản phẩm thì nó sẽ làm thay đổi tổng chi phí của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là tổng chi phí khi mà doanh nghiệp chịu thuế nó sẽ là bằng tổng chi phí trước đó cộng thêm 10Q. 10 đơn vị tiền trên một đơn vị sản phẩm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sản xuất ra bao nhiêu thì sẽ chịu thuế bấy nhiêu. Được chưa ạ? Rồi, TC phẩy sẽ là bằng TC cộng 10Q. Và TC ban đầu là 50Q cộng 30.000 thì lúc này TC phẩy sẽ là 60Q cộng 30.000. Từ đây thì chi phí biên của chúng ta có sự thay đổi. Chi phí biên mới sẽ là bằng đạo hàm của tổng chi phí TC phẩy theo sản lượng bằng 60.
Doanh thu biên thì như cũ, do cầu là cố định. Từ đây thì tối đa hóa lợi nhuận vẫn dựa trên MR và MC. Tuy nhiên trong trường hợp này thì MC sẽ là MC phẩy. Lúc này chúng ta sẽ xác định được cái mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. Tương ứng là Q phẩy sao, nó sẽ là bằng 2.000 đơn vị sản phẩm. Và bán với giá là 80 đơn vị tiền. Để xác định giá bán thì chúng ta thấy Q bằng 2.000 vào đường cầu thì chúng ta xác định được giá bán ha. Rồi, sau khi xác định được mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận trong trường hợp chịu thuế và giá bán tương ứng thì chúng ta dễ dàng tính được tổng doanh thu. Doanh thu sẽ là bằng P nhân Q bằng 80 nhân với lại 2.000 sẽ là bằng 160.000 đơn vị tiền. Tổng chi phí thì tương ứng với mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận là 2.000, tổng chi phí sẽ là 150 đơn vị tiền. Bởi vì TC bằng 60Q cộng với 30.000, chúng ta thấy Q bằng 2.000 vào thôi. Lợi nhuận tối đa trong trường hợp chịu thuế này cũng là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Cụ thể là bằng 10.000 đơn vị tiền. Tới đây các anh chị rõ không ạ? Ở ví dụ này các anh chị rõ không? Có chỗ nào không rõ thì chúng ta hỏi nha. Nếu mà có nhanh quá thì các anh chị dừng tôi lại. Cách tính đạo hàm. Đạo hàm trong trường hợp nào? Rồi, thì đạo hàm thì đơn giản là gì? Do lúc này doanh nghiệp chịu thuế là 10 đơn vị tiền trên một đơn vị sản phẩm, đồng nghĩa với việc là hàm tổng chi phí doanh nghiệp sẽ thay đổi thành TC phẩy. TC phẩy sẽ là bằng TC cộng thêm 10Q. Tới đây đồng ý không? Rồi, thì nếu mà TC ban đầu là 50Q cộng với 30.000 thì TC phẩy cộng thêm 10Q sẽ là bằng 60Q cộng 30.000. MC phẩy là bằng đạo hàm của tổng doanh thu, tổng chi phí theo sản lượng, TC phẩy theo sản lượng. Thì chúng ta dựa trên hàm TC phẩy bên trên 60Q cộng 30.000, chúng ta lấy đạo hàm theo sản lượng, có nghĩa là chúng ta chỉ tập trung vào những cái gì phụ thuộc vào sản lượng. Ở đây là chúng ta đạo hàm xuống còn lại là 60. Từ đó thì chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận thôi, MR bằng MC, và chúng ta ra kết quả. Rõ ràng trong trường hợp này cái mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận trong trường hợp chịu thuế chắc chắn nó phải nhỏ hơn so với mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận khi không có thuế. Cái vấn đề này chúng ta cũng đã nói ở chương 2. Cái việc mà chính phủ doanh nghiệp chịu thuế có nghĩa là phần thuế đó nó sẽ làm đội chi phí sản xuất, và khi mà đội chi phí sản xuất đồng nghĩa với việc là số cung ra thị trường nó cũng sẽ giảm. Hay nói cách khác là cái sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp cũng sẽ giảm. Giá bán thì sẽ cao hơn là bởi vì giá này được định trên đường cầu. Thì lượng giảm thì giá sẽ cao. Và dĩ nhiên trong trường hợp doanh nghiệp chịu thuế thì lợi nhuận nó phải thấp hơn so với lợi nhuận trước khi có thuế. Nếu như mà chịu thuế mà lợi nhuận cao hơn thì ai cũng chịu thuế, không ai trốn thuế nha. Rồi, tới đây rõ không? Rồi, thì chúng ta đi vào một cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc tối đa hóa doanh thu. Thực ra tại sao chúng ta quan tâm tới nguyên tắc này? Là bởi vì cái mà chúng ta giả định là lúc nào doanh nghiệp cũng tối đa hóa lợi nhuận. Cái giả định này nó chỉ đúng trong trường hợp dài hạn, hay nói cách khác là cái mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Tuy nhiên trong những cái khoảng thời gian ngắn hạn, doanh nghiệp có thể đặt những cái mục tiêu khác tùy vào cái định hướng phát triển. Chẳng hạn như doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu là sản lượng hay làm sao để mà bán được ra thị trường càng nhiều càng tốt nhằm chiếm lĩnh thị phần chẳng hạn. Từ đây nguyên tắc tối đa hóa doanh thu là một cái cách để mà doanh nghiệp gia tăng được cái số lượng sản phẩm bán ra. Tuy nhiên cái gì nó cũng vậy, nó phải đánh đổi. Trong kinh tế chúng ta thường có cái từ là trade-off đó. Trade-off có nghĩa là đánh đổi. Chúng ta chọn cái này bắt buộc chúng ta phải bỏ cái kia. Như thế nào là tối đa hóa doanh thu? Thì
Để tối đa hóa doanh thu thì doanh nghiệp sẽ đặt doanh thu biên bằng không, hay đơn giản là đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng bằng không. Tại sao doanh thu biên bằng không? Chúng ta có thể quay trở lại cái đồ thị trước đây. Đây, chúng ta nhìn vào đồ thị này. Do hàm tổng doanh thu nó sẽ được biểu diễn là một đường cong phương trình bậc hai chẳng hạn, thì rõ ràng cái điểm cao nhất của tổng doanh thu, có nghĩa là cái giá trị lớn nhất của tổng doanh thu, tại đó thì độ dốc của đường tổng doanh thu nó sẽ bằng bằng không. Mà để xét độ dốc của đường tổng doanh thu, có nghĩa là chúng ta xem xét một chúng ta kẻ một đường thẳng tiếp xúc với cái đỉnh của đường tổng doanh thu đó, chúng ta tính độ dốc của đường thẳng đó, và chúng ta thấy rằng đường thẳng đó nó song song với lại trục vành, thì lúc này đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng sẽ bằng không. Được chưa? Đạo hàm doanh thu theo sản lượng bằng không. Mà đạo hàm của doanh thu theo sản lượng nó chính là doanh thu biên. Từ đây thì để tối đa hóa doanh thu, doanh nghiệp họ sẽ đặt doanh thu biên bằng không, chỉ đơn giản như vậy. Rồi, ở đây chúng ta thử xem xét trường hợp nếu như mà doanh nghiệp chọn mục tiêu là tối đa hóa doanh thu thì chuyện gì xảy ra. Lấy ví dụ như là chúng ta có một cái doanh nghiệp có hàm chi phí và hàm số cầu được cho giống như trên slide. Chi phí ở đây là 0,1 quy bình cộng 10 quy cộng 1.000. Nếu như tôi không ghi chữ STC mà tôi ghi TC không, thì các anh chị có biết đây là chi phí trong ngắn hạn không? Đây là chi phí trong ngắn hạn. Tại sao? Bởi vì tồn tại định phí. Định phí xét về mặt hàm số hay là phương trình, nó sẽ được biểu diễn là một hằng số. Được chưa? Và định phí trong trường hợp này là 1.000. Còn biến phí là gì? Biến phí nó sẽ là những cái gì phụ thuộc vào quy, hay nói cách khác là phụ thuộc vào số lượng sản phẩm làm ra. Và trong cái phương trình này, biến phí nó chính là 0,1 quy bình cộng 10 quy. Định phí là 1.000. Rồi, điều này có nghĩa là nếu như đối với lại những cái bài tập mà tôi cho mà tôi không để chi phí trong ngắn hạn hay dài hạn, mà tôi để tổng chi phí không, thì các anh chị cũng hiểu là chi phí trong ngắn hạn hay dài hạn ha. Đường cầu là 50 trừ cho 0,1 quy. Yêu cầu đặt ra là tính doanh thu tối đa, chi phí và lợi nhuận tương ứng. Sau đó chúng ta đưa ra nhận xét. Cái này thì nhanh, anh chị làm trong vòng khoảng 5 phút thôi. Thì ở cái ví dụ này nó cũng khá là đơn giản. Nếu như chúng ta làm được cái ví dụ trước đây thì cái ví dụ này nó cũng rất là nhanh, đúng không? Thì trong trường hợp này, cái mà chúng ta hướng đến là chúng ta tính dựa trên doanh thu tối đa. Lúc này nếu như dựa vào đường cầu, đề bài cho là 50, P bằng 50 trừ cho 0,1Q, thì tổng doanh thu là bằng P nhân Q bằng 50Q trừ cho 0,1Q bình. Với đường tổng doanh thu như vậy thì chúng ta cũng có thể là vẽ được đồ thị. Và nếu như mà chúng ta vẽ đúng thì chúng ta cũng xác định được luôn là cái mức sản lượng tối đa hóa doanh thu sẽ là 250 đơn vị sản phẩm. Được chưa ạ? Sản lượng tối đa hóa doanh thu là 250 đơn vị sản phẩm. Và dựa vào đồ thị thì chúng ta thấy rằng doanh thu tối đa khi mà đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng bằng không, hay là MR bằng không. Rồi, và doanh thu tối đa nó sẽ nằm đâu đó trên 6.000 ha, trên 6.000. Cái ví dụ này thì các anh chị tự giải ha, ở đây tôi chỉ cung cấp cho các anh chị đáp án thôi. Rồi, cái cách thì chúng ta cũng làm như là trước đây. Lúc này khi mà chúng ta có được hàm tổng doanh thu thì chúng ta cũng thể tính được doanh thu tối đa bằng cách cho MR bằng không. Và chúng ta xác định được cái mức sản lượng tối đa hóa doanh thu là 250. Từ đó chúng ta thế vào hàm tổng doanh thu, hay đơn giản chúng ta tính thêm giá bán cũng được, hoặc là chúng ta thế trực tiếp vào hàm tổng doanh thu với Q bằng 250. Thì chúng ta tính được doanh thu tối đa sẽ là 62.000 à 6.250. Rồi. Chi phí thì với mức sản lượng là Q bằng 250, tổng chi phí sẽ là 9.750. Không biết tính hả? Không biết tính thì các anh chị tôi sẽ gửi slide này sau khi mà kết thúc buổi chiều nay, các anh chị về các anh chị coi lại rồi các anh chị tính lại ha.
Bởi vì thực chất cái ví dụ này với ví dụ trước đây nó cũng giống nhau thôi, cái điểm khác biệt chỉ là MR bằng 0 thôi. Rồi, khi mà có doanh thu chi phí thì chúng ta tính lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Thì rõ ràng là trong trường hợp này chi phí đang lớn hơn doanh thu và lợi nhuận trong trường hợp này là nhỏ hơn không, bằng nhỏ hơn không, cụ thể là âm 3.500. Từ đây thì chúng ta nhận xét thế này, rõ ràng là trong trường hợp mà doanh nghiệp chọn sản lượng tối đa hóa doanh thu, có nghĩa là muốn bán ra nhiều sản phẩm hơn, thì lúc này doanh nghiệp có thể không thu được lợi nhuận hoặc là bị lỗ. Trường hợp này thì chúng ta thấy cũng rất nhiều ở thị trường của chúng ta. Chẳng hạn như trước đây khi mà Coca-Cola họ vào thị trường Việt Nam vào năm 95 chẳng hạn, thì ban đầu họ cũng định ra cái mục tiêu là tối đa hóa doanh thu. Có nghĩa là họ sẽ chấp nhận bán với giá rất thấp để mà loại bỏ các cái doanh nghiệp Việt Nam ra khỏi thị trường. Thì với giá thấp như vậy, doanh thu của họ sẽ rất là cao, lợi nhuận có khả năng là bị lỗ. Trường hợp thì dĩ nhiên chúng ta không có những cái số liệu cụ thể để mà chúng ta nói, nhưng mà thời điểm mà chúng ta xem xét báo chí thì chúng ta thấy là họ không đóng thuế trong khoảng thời gian dài, khả năng là doanh nghiệp bị lỗ. Thì họ chấp nhận là lỗ trong khoảng thời gian, từ đó sau khi giành được vị thế độc quyền thì bắt đầu tăng giá trở lại. Đó là cái cách mà các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn nước ngoài khi mà thâm nhập vào thị trường Việt Nam họ sử dụng. Quay trở lại tối đa hóa doanh thu thì có anh chị hỏi liên quan tới doanh thu biên bằng chi phí biên. Thực ra thì tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp họ sẽ đặt MR bằng MC. Đối với lại tối đa hóa doanh thu thì doanh nghiệp họ sẽ đặt MR bằng 0. Được chưa? MR bằng 0, không liên quan gì tới MC. Rồi. Tới đây các anh chị rõ không ạ? Ok. Cái kết quả thì các anh chị về các anh chị tính lại ha. Nhắc lại là cái ví dụ này nó cũng giống như cái ví dụ trước đây thôi, nhưng mà lúc này là tối đa hóa doanh thu thì MR bằng 0, không phải là MR bằng MC. Thì chúng ta tính cũng tương tự như vậy, các cái bước chúng ta làm. Rồi, từ đây thì để minh họa cho cái này, chúng ta xem xét giữa tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu ha. Nếu như minh họa về mặt đồ thị, ở đây giả định rằng chúng ta có một cái đồ thị đối với một doanh nghiệp nào đó, và doanh nghiệp này đối diện với đường cầu dốc xuống từ trái sang phải, đường cầu D. Giả định rằng doanh nghiệp này họ có đường chi phí trung bình như trên đồ thị, và đường chi phí biên. Dĩ nhiên chi phí biên và chi phí trung bình khác nhau tại giá trị cực tiểu của chi phí trung bình. Rồi, từ đây nếu như dựa vào đường cầu thì chúng ta sẽ dễ dàng xây dựng được đường doanh thu biên, bởi vì doanh thu biên nó sẽ là bằng đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng, mà tổng doanh thu được xác định dựa trên đường cầu. Được chưa? Nhắc lại, doanh thu biên bằng đạo hàm của tổng doanh thu theo sản lượng, mà tổng doanh thu thì được xác định dựa vào đường cầu, có nghĩa là chúng ta lấy đường cầu nhân thêm một đại lượng Q, nó chính là tổng doanh thu của doanh nghiệp. Rồi, đối với đường cầu tuyến tính thì đường doanh thu biên sẽ có độ dốc lớn gấp đôi so với độ dốc đường cầu. Đó là cách chúng ta xác định doanh thu biên về mặt đồ thị. Từ đây nếu như xác định tối đa hóa lợi nhuận thì để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp họ sẽ đặt MR bằng MC hay là cái điểm A trên đồ thị tương ứng với điểm A trên đồ thị, và chọn cái mức sản lượng quy sao. Bán thì bán với giá nằm trên đường cầu là điểm B trên đồ thị. Từ đây thì chúng ta thấy rằng giá bán sẽ là B. Lúc này nếu như mà tính về lợi nhuận trong trường hợp tối đa hóa lợi nhuận thì rõ ràng tổng doanh thu trong trường hợp tối đa hóa lợi nhuận tương ứng với mức sản lượng quy sao là phần diện tích P, B, quy sao và không. Bởi vì tổng doanh thu là bằng giá nhân với lại số lượng hàng hóa bán ra bằng P nhân với lại quy sao. Tổng chi phí thì đơn giản nó sẽ là phần diện tích C, A, quy không và không.
Tổng chi phí thì sẽ bằng chi phí trung bình, bởi vì tương ứng với mức sản lượng quy sau thì chi phí trung bình là điểm A trên đồ thị, điểm A trên đồ thị ha, điểm A. Rồi từ đây thì tổng chi phí sẽ là bằng chi phí trung bình nhân với lại sản lượng. Sản lượng là quy sau, chi phí trung bình là điểm C, hay nói cách khác phần diện tích C, A, quy sau và không, nó là tổng chi phí của doanh nghiệp. Sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí thì chúng ta lấy hai phần diện tích của doanh thu trừ đi phần diện tích chi phí, cái còn lại nó chính là phần diện tích P, B, A và C, được chưa? Đó là lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp B, P, A và C. Rồi, nếu như doanh nghiệp chọn mục tiêu tối đa hóa doanh thu thì sao? Tối đa hóa doanh thu có nghĩa là doanh thu biên bằng không, mà doanh thu biên bằng không có nghĩa là doanh thu biên sẽ cắt với lại trục trục hoành, hay nói cách khác là trục lượng, tương ứng với mức sản lượng Q2 sao trên đồ thị. Và bán với giá thì giá nằm trên đường cầu. Rõ ràng tại cái mức sản lượng Q2 sao này thì giá bán đang thấp hơn so với chi phí trung bình. Chúng ta kẻ một cái đường thẳng lên thôi, giá bán sẽ thấp hơn so với chi phí trung bình. Doanh nghiệp có khả năng bị lỗ, doanh nghiệp có khả năng bị lỗ. Từ đây thì cái câu hỏi đặt ra thế này là trong thực tế trong thực tế doanh nghiệp họ sẽ chọn mức sản lượng Q sao hay là Q2 sao để hoạt động, và họ có thể đạt cùng lúc tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu hay không? Để đạt cùng lúc tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu thì điều kiện tiên quyết là gì? Đối với tối đa hóa lợi nhuận thì MR và MC. Đối với tối đa hóa doanh thu thì MR bằng không. Vậy thì để đạt cùng một lúc tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu có nghĩa là MC bằng không, đúng không? Đúng không anh chị? MC bằng không. Mà MC là gì? MC là chi phí biên hay là chi phí tăng thêm khi mà sản xuất ra thêm một đơn vị sản phẩm. MC bằng không có nghĩa là việc doanh nghiệp sản xuất ra thêm sản phẩm sẽ không tốn chi phí. Điều này trong thực tế có không? Nếu như mà chúng ta xét cái thời điểm trước đây ấy, cái thời điểm mà khi mà chúng ta bắt đầu cái công cụ đổi mới năm 1986 đó thì trường hợp này có. Bởi vì thời điểm đó chúng ta vận hành nền kinh tế thông qua các cái doanh nghiệp quốc dân là chủ yếu, và cái khả năng quản lý của các cái doanh nghiệp đó nó tương đối là yếu kém. Và thời điểm đó thì chi phí lãng phí rất là nhiều. Điều này có nghĩa là nếu như mà quản lý tốt hơn và kiểm soát chặt chi phí, sử dụng lao động hiệu quả hơn thì khả năng có thể tiêu tốn sản phẩm làm ra có thể không tốn thêm chi phí, là bởi vì chúng ta có thể tận dụng những cái gì lãng phí trước đó. Còn trong bối cảnh hiện tại thì để đạt cùng lúc hai nguyên tắc này thực tế thì gần như là không có ha, gần như là không có. Câu hỏi thứ hai là vậy thì tối đa hóa lợi nhuận có nghĩa là lợi nhuận doanh nghiệp thu được là lớn nhất, tối đa hóa doanh thu tạm xem là cái sản lượng bán ra thị trường là tốt nhất đi. Vậy thì trong thực tế doanh nghiệp chọn hoạt động tại mức sản lượng Q sao hay là Q2 sao? Theo các anh chị Q sao hay là Q2 sao? Nhắc lại, tối đa hóa lợi nhuận thì lợi nhuận sẽ là lớn nhất, nhưng mà cái mức sản lượng bán ra thị trường sẽ là rất là ít. Trong trường hợp tối đa hóa doanh thu, sản lượng bán ra thị trường rất là tốt. Tuy nhiên khả năng là lỗ. Trong thực tế thì doanh nghiệp sẽ không chọn Q sao, mà cũng không chọn Q2 sao. Cái mà doanh nghiệp chọn hoạt động đó là một mức sản lượng nằm giữa, nhưng mà theo cái hướng mở rộng về mặt doanh thu đó, có nghĩa là theo cái hướng Q2 sao nhiều hơn. Bởi vì đơn giản là
Trong thực tế, doanh nghiệp họ thường là đặt ra hay là định ra một mức lợi nhuận nào đó và cố gắng gia tăng được cái số lượng hàng hóa bán được ra thị trường. Hay là đối với những cái ví dụ liên quan thì đơn giản là khi mà doanh nghiệp xác định một mức lợi nhuận nào đó mà họ cảm thấy là phù hợp, là hợp lý so với lại công sức theo quá trình phát triển bỏ ra chẳng hạn, thì lúc này họ sẽ cố gắng gia tăng số lượng sản phẩm làm và bán ra thị trường ha. Thì đó là thực tế. Rồi, tới đây thì chúng ta xem như là xem xét tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu ở chương 5. Tới đây các anh chị rõ không ạ? Các cái bài tập thì xoay quanh về xác định các loại chi phí trong ngắn hạn, dài hạn, trường hợp này trong ngắn hạn thôi. Rồi, nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và nguyên tắc tối đa hóa doanh thu chỉ xoay quanh những cái bài tập như vậy. Tới đây ổn ha anh chị? Được chưa? Được ha. Rồi,